nằm, có biết bao là mùa trăng các bạn nhỉ? Thế nhưng có một điều kỳ lạ rằng mình chỉ thích trăng thu thôi. Oh.
rằng được cùng bạn bè nô đùa, ca múa hát bên nhau thật là thú vị phải không các bạn? Bầu trời xa kia, chị Hằng Nga cũng đang muốn với anh Trăng đấy các bạn. Chúng ta hãy mời chị Hằng Nga xuống đây cùng phát cổ trung thu nhé. Chị Hằng cùng múa vui cùng.
tình đẹp ước mơ, mặt nước xanh soi bóng trăng xanh, bao nhiêu bạn hiền tung tăng nói cười, tay cầm tay thân ai bao la, hò tim ta làm sáng thêm trăng rằm. Mình biết rằng bạn má cũng thích rằm trung thu, không phải chỉ vì được đếm sao, ngắm trăng, phá cổ trung thu, mà còn nhiều điều thú vị khác. Bây giờ chúng ta hãy chơi trò chơi múa lân sư tử nhé. Thông thông thanh trong đội đàn ngoài đình, có con sư tử múa quanh vòng quanh, trung thu liên hoan trăng sáng thành
thành không thành.